Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một trong những mẫu xe nhập khẩu dòng SUV của nhà Mazda tiếp theo nhé. Đó chính là chiếc xe CX-30 được nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan với động cơ cực kỳ là mãnh liệt luôn, 2.0. Và với cái kết hợp của động cơ đấy thì nhưng mà lại cực kỳ tiết kiệm xăng. Mazda CX-30 được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản, bản Luxury và bản Premium. Và chương trình trong tháng này thì hãy cùng tôi và mọi người đi tìm hiểu qua về chương trình nhé. Bản Luxury của CX-30 hiện tại đang được là có giá là 809 triệu, đang hỗ trợ lên tới là 60% thuế trước bạ, chỉ còn 760 triệu. Và bản Premium thì cũng đang có giá là 859 triệu, thì đang được hỗ trợ là 60% thuế trước bạ, thì bây giờ chỉ còn giá là 806 triệu thôi. Đó, ngoài cái chương trình hỗ trợ thuế trước bạ ra thì còn được tặng một cái gói phụ kiện 40 triệu nữa, gồm một dàn phim, trải thảm, lót cốp, thanh giá nóc. Đó, riêng bản Premium thì sẽ được tặng thêm là bộ ốp cản trước này. Đấy, quý vị nhé. Đó, body kit này, cũng như là bộ ốp cản sau thể thao. Xe được trang bị hệ thống la răng là 18 inch, cực kỳ khỏe. Khoảng sáng gầm rất là cao luôn nhé mọi người nhé. Chất lượng của những dòng xe nhập thì cực kỳ là bề thế và chắc chắn luôn rồi. Đây, đây là bộ body kit đằng sau nhá. Hệ thống bô đôi thể thao này, bô kép luôn đấy. Đầy đủ cảm biến luôn nhé mọi người nhé. Này, cảm biến hông này, cảm biến lùi này. Đó, camera cực kỳ nét luôn. Đó, chúng ta đi vào khoang nội thất một chút nhé, để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn. Đó, phải nói là quá đẹp, quá xuất sắc. Ghế lái chỉnh điện này, có nhớ hai vị trí ghế, màn hình LCD luôn rồi, digital rồi, thiên hướng theo kiểu học BMW rồi nhá mọi người nhá. Đang chiếc xe Nhật đang học tập những cái dòng xe sang rồi đó. Thì để biết chi tiết giá bán cũng như là chi tiết quà tặng chương trình tháng 2 này cũng như là tháng 3 sắp tới thì mọi người hãy liên hệ và inbox với cả admin nhé, để có những cái chương trình ưu đãi riêng cho mỗi khách hàng đến với Mazda. Xin cảm ơn.